kiện hơn một chút. Thế là tôi đập luôn để anh em có thể biết được. Vâng. Anh ơi, giao anh ơi. Hộp của Mavic Air thì rất là nhỏ gọn, không to và cồng kềnh như hộp của Mavic Pro. Hứa hẹn là trong này sẽ các thứ đều sẽ nhỏ hơn, xinh xắn hơn, thậm chí là tôi nghĩ là hoàn thiện tốt hơn nữa. Xem chúng ta có gì nào. Đầu tiên thì ok, nó là một cái nắp gì đấy. Đây là chiếc remote của Mavic Air. Chiếc remote của Mavic Air thì nó khá là khác biệt so với cả remote của các chiếc Mavic đời trước, hoặc thậm chí là tất cả các remote của đời trước, bởi lý do là nó tháo được cái joystick ra. Và hai núm cất mẹ đi luôn. Hai cái núm này cất mất rồi. Và hai núm này thì nó nằm ở đây. Rất là gọn gàng. Về các cổng kết nối thì tôi thấy là cái tay điều khiển này nó không khác gì tay điều khiển của Spark cả. Chỉ khác biệt là ở phía dưới cái cổng USB này là cổng USB to hơn. Còn với Spark, đây. Giống tay Mavic. Giống tay Mavic thằng kia các bạn thế. Tuy nhiên là không có màn hình. Đại loại là nửa nạc nửa mỡ. Thôi nhá, bỏ qua điều khiển đấy đi. Chúng ta tiến hành phần quan trọng hơn trong này. Ok, cái này là một cái hộp phụ kiện của nó thôi. Trong này thì chiếc hộp thì tôi biết là nó là cái sạc. Ở ngoài đã nói rồi. Đây là một cái sạc. Không có gì đặc biệt. Dây dợ gì đó. Có một cái gì đấy. Dây. Dây dài hơn, dẹt, chuyên nghiệp hơn, hoàn thiện. Cáp 3.0 à? Ui, 6 lắm. Ui, USB 3.0. Cái kết nối giống như trên Mavic thường. Còn quên mất, tức là ở trên Mavic Air thì cũng vẫn dùng dây kết nối, không giống như là Spark thì chúng ta kết nối bằng Wi-Fi, mà Mavic Air thì giữa điện thoại và remote thì chúng ta sẽ kết nối bằng dây. Đấy là một điểm khác biệt lớn nhất. Trong này không còn gì nữa, tôi không quan tâm lắm. Hộp máy em cấm trẻ em dưới 18 tuổi bạo lực. Ôi chắc quá là bây giờ mà xem ra là DJI đóng hộp. Ui rồi, con búa không anh? Đây rồi, giống bé đấy. Anh có thích à? Một cái hộp này phụ kiện anh em ạ. Trong này là một bộ bảo vệ cánh. Trông cũng kinh đấy. DJI lần này thì rất là tâm lý khi mà trang bị cho chúng ta luôn bộ bảo vệ cánh cho Mavic Air trong hộp luôn. Quá là tuyệt vời không anh em ơi. Trong hộp thì không, chắc là không còn gì nữa. Đây là bộ cánh dự phòng của Mavic Air. Trong này thì có thêm sách vở gì đó. Ok, tôi cũng không quan tâm cái này lắm. Bỏ ra. Và cuối cùng thì cái phần mà chúng ta rất đáng chờ đợi rất là lâu rồi, đó là chiếc Mavic Air. Trông nó sẽ như thế nào? Nhỏ gọn và thực sự là đẹp. Tôi cầm trên tay thì thực sự là đẹp. Không biết là trên hình thì các bạn có xem rõ không, nhưng mà ở trên tay tôi thì cái hộp này được hoàn thiện rất là chi tiết. Và phải nói là đẹp hơn các cái hộp của hãng thứ ba sản xuất rất nhiều. Chiếc hộp này được chiếc thân Mavic Air chúng ta. Tôi mở ra nhá. Anh em bạn bè tập tiếp chia sẻ dùng ra nhá. Phải nói là cái độ hoàn thiện của Mavic Air thì rất là xuất sắc. Tôi đánh giá nó cao hơn cả chiếc Spark. Và có lẽ là giờ phút này khi cầm trên tay thì tôi cảm giác nó đẹp hơn cả chiếc Mavic Pro. Chém gió vậy thôi, nhưng mà nó nhỏ hơn. Điều đầu tiên chúng ta có thể thấy đó là chiếc Mavic Air thì cánh đã không còn cơ chế cánh gập như trên các chiếc Mavic đời trước nữa, mà chúng ta có một đôi cánh thẳng giống như Phantom 3, Phantom 4 hay 4 Pro gì đó. Lấy cái tay cạo ra cho nó rõ lên đi. Đây, đằng trước và đằng sau chiếc Mavic Air thì đều có hai cảm biến, ở dưới cũng có cảm biến. Điều này cho phép việc bay an toàn hơn rất nhiều lần. Tôi sẽ mở ra nhá. Cánh gập rất là thông minh, vâng, vẫn là như vậy. Mở ra như Mavic. Đây là hai chiếc anten. Đáng kêu tấn mà DJI nói nó cải tiến gì đó tôi cũng chưa kịp xem kỹ, đại loại là như vậy. Toàn bộ chiếc Mavic Air mở ra thì nó sẽ như này các bạn ạ. Chúng ta sẽ có khe tản nhiệt ngay ở trên thân máy bay. DJI đưa pin của Mavic Air xuống dưới. Tôi cũng chưa rõ ý đồ là gì, nhưng có lẽ là để cho việc thay nắp nó trở nên dễ dàng hơn. Có vẻ là vậy, bởi vì Mavic Air chúng ta sẽ có 3 màu, đó là màu trắng, màu đen và màu đỏ. Đây là miếng bảo vệ gimbal của Mavic Air.
miếng bảo vệ này thì tôi nhìn qua là thấy nó khá phức tạp rồi, hơn các cái dòng Mavic trước và phức tạp hơn Spark. Mở ra thì nó có cả khớp luôn, đây có cả khớp luôn là chiếc bảo vệ camera. Nhưng mà dễ gãy như của Mavic không? Chắc chắn là không dễ gãy rồi, cái này rất là bền nhưng mà cũng không đeo vào mà khi bay được. Khi bay thì chúng ta buộc phải bỏ ra. Nhưng mà Mavic Air thì đã cải tiến rồi, bởi vì là gimbal nó nằm gọn ở trong cái gầm của máy bay và giúp việc khi nếu chẳng may có một cái va chạm nào đó thì gimbal có lẽ là an toàn hơn cho các đời Mavic trước. Các đời Mavic trước thì tôi đảm bảo các bạn rơi là mất luôn 5 triệu để thay toàn bộ gimbal. Về camera thì tôi nhìn thấy camera ở đây thì khá giống với chiếc Spark, có vẻ là to hơn. Và DJI nói đây là một chiếc camera chống zoom 3 chục, không phải là 2 chục như chiếc Spark. Đây tôi có thể so sánh luôn các bạn, tôi có chiếc Spark cầm trên tay đây thì các bạn có thể thấy rõ luôn, đó là camera của Mavic Air thì to hơn và có chống zoom 3 chục. Thôi tạm đặt con Spark ra xuống đã. Còn gì nữa nhỉ? Vâng, pin của Mavic Air, mở ở dưới này và thông số pin ở đây thì nhà sản xuất đã ghi là thông số pin là 2375 mAh, so với mức của Mavic Pro là 3800 thì phải, khoảng 3800. Và DJI nói rằng cái viên pin này nó giúp cho Mavic Air bay được khoảng 20 phút. Nếu như thực sự được 20 phút thì đã quá rất là đáng nể rồi, bởi vì là dung lượng pin thì kém hơn so với Mavic Pro thì khá nhiều. Ở mặt đáy của máy thì không còn gì có đáng chú ý cả. Chúng ta vẫn có password wifi nằm ở trong thân máy. Việc này để giúp chúng ta sẽ bay giống Mavic. Chiếc Mavic Air này sẽ có thể kết nối với điện thoại mà không cần remote vẫn bay được. Ok, không còn gì nữa rồi. Bỏ pin ra thì chiếc Mavic Air này rất là nhẹ. Lắp vào. Ok, rất là chắc đấy nhá. Chiếc pin này nếu mà các bạn nói là đưa pin xuống bụng mà nó gây dễ rơi pin thì tôi nghĩ là chắc là khó đấy, vì là rất là chắc chắn. Mavic Air có một cái cơ chế ngàm khác chúng ta đặt và cũng có ngàm giữ pin đặt vào, tôi thấy là rất chắc chắn. Điểm khác biệt lớn nhất của Mavic Air thì có nghĩa là chúng ta sẽ thấy là Mavic Air có hai cảm hứng đằng sau ở phía đuôi của máy bay, giúp cho việc bay an toàn hơn. Và như DJI công bố thì hai cái cảm biến này là cảm biến 3D giúp Mavic Air có thể tránh các cái chướng ngại vật rất là linh hoạt. Ngay từ bây giờ thì việc tránh chướng ngại vật không còn là việc dừng lại nữa, và Mavic Air có thể lách qua các chướng ngại vật. Đấy là DJI quảng cáo thế. Còn như thế nào thì ngày mai chúng tôi bay thì sẽ có clip chi tiết hơn cho các bạn. Về cơ bản thì tôi thấy là chiếc này nhỏ gọn và chúng ta đi du lịch rất là tiện. Khi mà cầm một chiếc Mavic Pro vẫn cảm thấy nặng thì Mavic Air sự thay thế rất là hoàn hảo. Tổng quan lại, chúng ta có một chiếc Mavic nhỏ gọn hơn Mavic Pro, nhỏ gọn hơn, vẫn chống rung 3 chục, cánh thì không gập được. Tuy nhiên là đổi lại là một sự tiện lợi cho thấy phụ kiện thì chúng ta có nhiều hơn. Ngay với bản Basic thì chúng ta đã có thêm đôi bảo vệ cánh và thêm một chiếc hộp rất là đẹp nữa. Du lịch. Vâng, đây là một bộ Basic. Còn bộ Combo thì chúng ta sẽ có thêm một cái túi đi du lịch, nhiều pin hơn, nhiều cánh dự phòng hơn và có thêm hấp sạc hay là cái adapter để cho giúp pin của Mavic Air vẫn sạc cho iPhone như Mavic Pro. Có lẽ là phần tập hộp thì đến đây là kết thúc.